Trước khi vào nội dung chính, mình muốn nói sơ qua. Đơn vị tiền tệ chính lần này là Medal và Sai. Mỗi game chỉ có 3 Medal và 5 Sai. Các game sẽ có 3 nhiệm vụ để lấy 3 Medal, còn 5 Sai thì phải đi tìm. Và mình sẽ hướng dẫn lấy Medal trước, Sai sau trong các game nha.
Thank you.